Chào đón quý vị khán giả đã đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Thưa quý vị, chương trình trên đài Đường Vĩnh Long cùng với công ty M&T Picture thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Dutch Lady, sữa bịch cô gái Hà Lan cao khỏe. Và hàng tuần lúc 21 giờ chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, chúng tôi sẽ gặp lại quý vị cũng như là mang đến cho quý vị những tiết mục tuyệt vời giữa cái trận đấu của các đấu sĩ nhí. Và hôm nay chúng ta sẽ biết kết quả của tuần trước. Tuần trước thì chúng ta đã thấy rằng với ca khúc Tin Mẹ thì Bình An, Phương Nhi ngang tài ngang sức. Nhưng luật chơi thì chỉ có một bạn có thể đi tiếp cùng với chương trình và một bạn sẽ phải bay vào không gian, có nghĩa là chia tay với chương trình của chúng ta. Vậy thì bây giờ chú Nghĩa muốn hỏi thăm trước khi biết kết quả. Một tuần trôi qua, con có cảm giác hồi hộp để chờ đợi kết quả hay không? Dạ, con cảm thấy rất là hồi hộp ạ. Và con đứng trên đây thì con cũng đỡ sợ hơn khi đứng dưới kia. Đứng trên đây mà đỡ sợ hơn hả con? Dạ, tại vì nhìn trên kia thì nhìn đây hơi bị cao một tí, nhưng mà lên rồi con mới lấy lại bình tĩnh. Lên đây thì lấy lại bình tĩnh, đỡ rung hơn đứng dưới kia. Còn Bình An, sau một tuần rồi, cái cảm giác của con còn rung không? Cũng còn ạ. Cũng còn. Dạ thưa quý vị, một tuần trôi qua như cái chớp mắt, cho nên là các bé vẫn còn giữ nguyên được cái cảm giác của tuần vừa rồi. Tuần trôi qua nhanh tới mức mà không ai kịp thay đổi hết trơn rồi. Người dẫn chương trình, các đấu sĩ lẫn các thủ lĩnh giữ y căng của tuần trước luôn, sợ quý vị khán giả quên. Nói một chút cho các con đỡ căng thẳng vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải đến với kết quả đây. Anh ơi, anh ơi. Sao Buka? Sau một tuần mà con đứng ở trển đó, con có cảm thấy mỏi chân không? Nếu mà đứng xuống một tuần mỏi chân mà hồi nãy con ở đây con nói với cô là con sợ cảm giác này. Nếu mà con sợ cô có thể cô lên đứng thế con. Con muốn không Bình An? Dạ muốn. Con muốn đội thủ lĩnh của con lên đây thay con đúng không? Mời thủ lĩnh Buka. Buka, em quyết định sẽ thay thế vị trí của Bình An đúng không? Dạ, tại con nhà em á, đứa nào cũng yếu đuối hết, em biết tính. Cho nên là em mạnh mẽ nhất nhà. Dạ, bé rất là sợ, cho nên là em là mẹ mà không phải bao bọc các con. Bao bọc vòng tay đúng không? Dạ. Vậy Bình An, con đứng đây với chú. Rồi, Buka sẽ đứng vào vị trí này nha. Hy vọng cô sẽ Bình An. Hy vọng cô sẽ Bình An. Phương Nhi ơi, con có sợ không? Sợ chú lên luôn cho. Dạ, mà nếu cô Buka trên này thì con cũng muốn chú Hồ Quang Hiếu lên luôn. À, em ơi, chú lĩnh Hồ Quang Hiếu lên luôn. Gái qua đây đứng với chú luôn. Thưa quý vị, hai thủ lĩnh đã tình nguyện lên đứng vào vị trí của hai đấu sĩ của mình. Vậy thì ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người bay vào không gian? Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. À, đã có kết quả thưa quý vị. Như vậy, người rơi xuống bay vào không gian đó chính là thủ lĩnh Buka của đội Tối Tày Gió và Phương Nhi cùng thủ lĩnh Hồ Quang Hiếu chiến thắng trong trận đấu này. Mời thủ lĩnh Buka. Dạ. Tặng con một phần quà của chương trình con nha. Rồi bây giờ mời con xuống ngồi với các bạn. Phương Nhi đã giành chiến thắng cho đội của mình. Cảm xúc bây giờ ra sao? Dạ, con cảm thấy rất vui ạ. Vui. Bây giờ mình tia nha. Bên đây kinh khí cầu còn hai bạn không nhỏ cho lắm. Đội Cối Tây Gió thấy có một bạn coi bộ nhỏ. Còn muốn sao? Muốn thách đấu với đội nào trước nè? Nè, đừng có được nước lập tới nha. Được nước lập tới nha. Ta muốn thách đấu ra kệ anh ta, ta thắng ta có quyền. Rồi, cho đó. Con muốn thách đấu với đội kinh khí cầu. Kinh khí cầu. Bên đây hai bạn ai cũng có vẻ chất lượng hết trơn. Trời, con muốn thách đấu với hàng xịn á. Dạ, bạn Phương Trinh. Dạ, con đồng ý. Đồng ý luôn hả? Con muốn chọn bài gì? Dạ, con chọn bài Cô Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Trời ơi. Ồ, anh thấy chưa? Cái bài này hay lắm con ơi. Con biết bài này chứ? Dạ biết ạ. Mời hai con đứng lên, bước ra đây với chú. Phương Nhi của đội Thảo Nguyên Xanh, Phương Trinh của đội Khinh Khí Cầu. Các con sẽ thi đấu với nhau bài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Trận đấu bắt đầu. Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
vời. Tuổi thanh xuân cũng như mây trời. Lối về quanh có trời, nếu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Hết ngày âu lo rồi, mong mai hôm nay về, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh, thấy yên bình giấc mơ trong lành. Phương Nhi, Phương Nhi, Phương Nhi. Con hát xong không muốn ra luôn rồi đó, muốn ngồi đây, cảm giác trước mặt mình là nguyên một cái đồng cỏ xanh rờn rồi một vài cái bông hoa vàng điểm điểm bên trên, nó dễ thương gì đâu á. Cảm ơn các con rất nhiều đến đây. Bây giờ chú sẽ mời một người có chuyên môn âm nhạc nhất ở đây để nhận xét về cái phần trình diễn của hai con nhé. Mời cô Buka, mời cô Buka. Ủa, em không nghĩ là em luôn á. À, với những kiến thức về âm nhạc, về cái bề dày của em có được á, thì em thấy hai con hát hay, hay, hai con hát hay. Cái đó thì ai cũng nghe thấy được đó. Mình phân tích chuyên sâu chút được không? Em cảm giác nó yên bình đó anh. Đúng là hoa vàng trên cỏ xanh đó. Nó nghe nó rất là xanh và rất là vàng. Hay lắm anh. Cảm giác mà mình bình yên lắm, như mình đang chạy trên một cái đồng cỏ xanh rờn vậy á. Là không lo hết mọi thứ, bỏ hết mọi thứ xung quanh, là chỉ biết là chạy vậy thôi. Cảm nhận đúng. Nhờ hai con hát mà cô Buka cảm nhận được như vậy. Chứ nếu như cô Buka hát thì cảm nhận cánh đồng mà cỏ cháy đó con. Rồi nói chứ bây giờ mình cũng phải nghe coi các vị sứ giả âm nhạc nhận xét thế nào về cái phần trình diễn vừa rồi của các con. Mời các cô chú nào. Cô Lê Phương sẽ nhận xét về cái phần trình diễn này của hai con. Thì bé bên màu đỏ, khi mà con cất giọng lên cô khá là bất ngờ, bởi vì con vừa tải được cả nhạc dân ca lẫn cả nhạc pop ballad như thế này. Còn bé màu xanh thì con đặt giọng ở vị trí âm thanh rất là nhẹ, nhưng mà có điều á là cái nhẹ đó của con nó lại làm cho con bị hụt hơi, do con không biết cái cách để mà điều phối hơi từ đầu bài đến cuối bài, nên là càng về sau con sẽ càng bị hụt hơi xuống nhiều. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Cảm ơn. Rồi bây giờ mình sẽ lên phi thuyền không gian để coi là cái sự lựa chọn cuối cùng nghiêng về bên nào. Hiện nay mình có hai màu đỏ, ba màu xanh, nhưng vẫn còn hai vị sứ giả âm nhạc chưa cho biết kết quả. Lên nó đi rồi chúng ta sẽ biết. Đi nào. Giờ mà chia tay với một bạn nào trong số hai bạn này cũng đều là một cái điều đáng tiếc, bởi vì hai bạn đều hát rất là hay. Để hai tay trước ngực nào các con. Khoanh tay lại trước ngực. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu.
là Phương Nhi một lần nữa đã giành chiến thắng. Chúc mừng. Mời con lên đây. Chú Hiếu đón gà chiến của mình về nè. Xin mời con gái Phương Trinh. Sao cảm giác của con thế nào? Dạ đã. Đã. Thôi bây giờ thì chú Nghĩa cứ với gửi tặng cho con một cái phần quà. Cảm ơn con đã mang đến một bài hát rất là hay cùng với bạn Phương Nhi ha. Giờ bên đó còn có một người thôi, bạn Kim Anh. Còn bên đây tới hai đấu sĩ lận. Suy nghĩ coi mình nên hoặc là loại dứt điểm một bên này, hoặc là mình cứ để đó để dành mình chơi với bên kia trước. Suy nghĩ nha. Theo chú nghĩ giờ mình chọn bé nào nhỏ nhất chơi cho dễ đúng không? Dũng cảm quá ha. Bé nhỏ nhất cái chơi. Hay là con chọn Puka kìa. Puka hát con thắng thắng con chắc luôn. Con hát chứ con Puka là con bao thắng chắc luôn. Dạ thì chú không có hiểu nói vậy thôi, chứ là đội tụi con đã bàn bạc rằng là chọn bạn Thanh Ngọc ạ. Thanh Ngọc của đội Cối Xây Gió. Thanh Ngọc con nghĩ sao? Dạ con đồng ý. Vậy thì con chọn bài đi, con được chọn bài đó. Dạ con chọn bài Trên Tường Nhà Dưỡng Lão. Trên Tường Nhà Dưỡng Lão, con biết bài đó không con Nhi? Dạ biết ạ. Rồi vậy thì mời hai con bước ra sàn đấu. Hiểu, nói nghe ra động viên. Dầu sao con gái em cũng đấu hai trận rồi. Dạ. Cũng có phần nào suy sụp, mệt mỏi đúng không? Giờ phải làm sao cho con gái lấy tinh thần cũng như sức khỏe để tiếp tục cái trận thứ ba nha. Em nghĩ là bé Nhi nãy giờ rất là tự tin, mà em nghĩ là bé Nhi sẽ cố gắng diệt hết mọi người để vô địch luôn, vô địch luôn. Đủ vậy sao tham vọng điên cuồng. Tham đi, từ ở đây ai cũng là fan hâm mộ con hết. Nãy giờ chú cũng hâm mộ con nè. Cố nhưng gắng mà nãy giờ chú chưa nghe bé Thanh Ngọc hát, chưa biết đối thủ của mình ra sao. Kubuka nghe chưa? Dạ chưa luôn. Chưa luôn. À, vậy Kubuka tin vào đấu sĩ của mình không? Dạ tin chứ. Người nhà mình là mình phải tin. Cô đặt hết niềm tin ở con, không sao cả, có cô ở đây nha. Cô làm được gì? Con cứ hát đi, cô đứng sau lưng cô chống cho. Nếu mà có ấy thì cô lên cô đứng đó góp cho. Không sao cả. Cái lời nói này thì con cũng tự tin hơn rất nhiều đúng không? Thi đấu giữa Phương Nhi và Thanh Ngọc bắt đầu. Cầm tay mẹ dắt con từng ngày, những lần buộc dây chiếc giày. Vì vậy mỗi lần mẹ chóng quên, mẹ ngập ngừng, mẹ không nhớ tên. Xin con cho mẹ xin thêm chút thời gian. Con ơi, bài ca giao những năm đầu đời, mẹ dạy con hát trong từng lời, những ngày mẹ vui nhất đời. Vì vậy mỗi lần mẹ nhớ xa, kể nhiều lần về năm tháng qua, xin con thông cảm cho một người đã xa. Dưới ấm con kề bên, thắp tia ánh sáng xuyên mây. Vì vậy mỗi lần mẹ nhớ xa, kênh
về năm tháng qua, xin con thông cảm cho một người đã xa. Bàn tay run mỗi khi trở chơi những ngày dần xa cõi đời. Vì vậy mỗi lần con đến bên, xin mẹ chậm chậm thôi nhé con, như khi xưa mẹ dắt con đi vào đời. Chị sao anh nhảy vậy? Nhảy vậy anh? Để kèm lại khỏi khóc á. Bây giờ xúc động quá. Bây giờ ngồi nghe mà muốn rơi nước mắt luôn. Cho nên là bây giờ mình sợ chương trình nó tiết tấu nó buồn đó con. Phải nhảy. Nhảy cho cảm giác nó vui nó lại. Chứ con ơi, hai con hát đều rất là hay. Một tràng vỗ tay cho cả hai con nào. Quá đã luôn. Các cô chú nghĩ thế nào? Mời các cô chú sư giảm nhạc. Chào hai con. Hai con hát rất là hay. Mỗi bạn đều có một cái chất giọng riêng. Bạn bên màu xanh thì sở trường của con là hát dân ca. Nhưng mà khi hát bài này, chú cảm nhận được rằng là con đồng cảm được với cảm xúc của bài này. Có những lúc chú thấy được trong cái cách hát, trong ánh mắt của con nó có cái điều gì đó giống như là con từng trải với cái bài hát này. Bạn bên đội đỏ thì giọng hát của con chú rất là thích khi mà con ngân cuối câu á. Cái cách ngân của con nó làm cho người ta giống như là thổn thức theo cái giọng của con. Rất là hay. Nên là hai con, mỗi bạn đều có một cái hay riêng. Và chú rất là thích hai con. Cảm ơn chú. Mời hai con lên phi thuyền cùng với chú Nghĩa đi. Lại một lần nữa, sứ giả âm nhạc cũng như là quý vị khán giả đứng trước một cái sự lựa chọn rất là khó khăn. Cả hai bạn nhỏ Phương Nhi và Thanh Ngọc đều hát quá hay. Trong cái ca khúc này, tình cảm sâu lắng. Giờ chia tay ai cũng tiếc hết trơn trọi. Đây là lần thứ ba con đứng ở vị trí này rồi đúng không? Dạ. Con có muốn thủ lĩnh lên thế con không? Dạ, dạ có. Mời thủ lĩnh Hồ Quang Hiếu. Chắc Hồ Quang Hiếu lên là Vuka phải lên luôn nhá hả? Dạ hỏi con em sợ. Thôi để nhiều khi con gái nó muốn sao? Con gái có muốn sao lên không? Sao thấy rủ rê con Vuka lên luôn dạ, không? Dạ có luôn hả? Rồi mời hai tên với lại cánh tay lần lượt không? Không. Hai thủ lĩnh đã đứng vào vị trí thay thế cho đấu sĩ của mình. Điều gì sẽ xảy ra? Ai ở lại? Ai là người ra đi? Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. 3, 2, 1, bắt đầu! Con Hiếu vẫn ổn nha. Chú Hiếu vẫn ổn nha mọi người. Chúc mừng con gái Thách Ngọc. Sao con bây giờ mình thách đấu với đội nào? Dạ chú là con sẽ thách đấu với đội Kinh Khí Cầu. Kinh Khí con chứ. Thảo Nguyên xanh bên đây nè. Bé Hồng Ân là nhỏ xíu nè, mình thách con bé đi. Cái Thảo Nguyên đó bé quá, dễ thương để dành. Em ơi, bây giờ không còn gọi lại Thảo Nguyên nữa. Mình gọi là cái nhúm cỏ được không? Cái nhúm cỏ đó mình để dành lại mình xài đi. À vậy hả? Tức là mình thách đấu với bên kia trước. Dạ. Coi bộ là đấu sĩ cũng ngang tài ngang sức đó. Là bạn Kim Anh đó đúng không con? Dạ, dạ. Để coi thử coi cái gói xe gió chưa? Này. Gói xe gió này có thổi bay cái Kinh Khí Cầu đó không? Suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ chưa con? Hối hận đó nha.
suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi. Rồi, dẫn quyết định thách đấu với Kim Anh của đội khinh khí cầu. Con có đồng ý không? Dạ con đồng ý. Tại không đồng ý cũng đâu còn ai chơi nữa đâu. Đúng rồi đó, lẽ giờ đội trưởng thủ lĩnh lên chơi. Con chọn bài đi Kim Anh. Dạ con chọn bài Bạc Liêu Hoài Cổ. Bạc Liêu Hoài Cổ. Mà chưa cần bé nó hát, vừa mới nghe cái âm sắc trong cái giọng thôi. Con chọn bài Bạc Liêu Hoài Cổ là nghe phù hợp với cái giọng nhạc đó rồi đúng không? Sao bên kia run sợ không? Sợ, dạ, sợ. Không, không, không. Có Buka là sợ rồi. Buka cũng sợ. Mời hai con vào vị trí. Lên. Đây, gà chiến cuối cùng của đội khinh khí cầu. Trận đấu giữa Thanh Ngọc và Kim Anh với ca khúc Bạc Liêu Hoài Cổ. Bắt đầu. Cố lên. Hay luôn. Hay luôn nha, hay luôn. Mấy con ơi, hay luôn, bài này cũng hay luôn. Thanh Ngọc ơi, con hát nhạc trữ tình cũng được. Mọi giờ con qua cái nhạc mang âm hưởng dân ca cũng được luôn. Hay quá, còn Kim Anh, bài này giống như là dành cho con hay sao. Giọng ngọt ngào, hát lên cái nghe thấm liền lập tức. Không biết mấy cô chú trong sư giả âm nhạc có thấm không. Mời mấy cô chú cho con biết ý kiến đi nè. Chào hai con, chào anh Đại Nghĩa. Bài này thì thực ra là một cái bài phải là nghe nhiều và phải có một cái gì đó yêu thích về nó mới hát được hay như vậy. Thật ra thì tại sao Phúc lại chọn màu đỏ? Tại vì hồi nãy thì nghe bài trước thì vẫn còn ấn tượng tới bây giờ, cho nên là hơi thiên về đội đỏ một chút xíu. Chứ không phải là đội xanh hát không hay nha. Đội xanh hát rất là hay. Và cái kiểu tình cảm của đội xanh là nó rất là dân ca luôn. Tuy nhiên là tại vì Phúc muốn là có một cái gì đó nó mới mẻ hơn chút xíu về cái hát mình hát dân ca, nhưng mà cái giọng mình nó phải hơi tươi tươi mà nó hơi hướng về kể chuyện chút xíu thì Phúc cảm nhận được ở bên đời đỏ. Ở đây hiện tại mình đang có 3 màu xanh và 2 màu đỏ, nhưng kết quả chưa chắc là như vậy. Chúng ta hãy cùng lên chiếc phi thuyền không gian để chờ đợi kết quả nha. Đi nào. Thách Ngọc, đây là lần thứ 2 con ở vị trí này rồi. Lần này thì con có muốn mời thủ lĩnh của mình lên đứng nữa không? Tôi nghĩ là có. Mời cô Buka lên đây. Còn con gái, con có muốn nhờ thủ lĩnh của mình không? Em tự nguyện lên luôn anh, em còn có con gà chiến à. Vậy lên đây luôn. Em đẩy sức cho bé, lỡ may mắn bé vô bé còn sức khác. Một lần nữa, hai đội trưởng đã đứng ở vào vị trí này. Chúng ta hồi hộp chờ đợi xem ai sẽ là người được ở lại với chương trình. Bắt đầu. Sợ thật á. Mình để lên nhẹ anh. Sợ thật á. Em hiểu được cảm giác đứng trên này rồi. Như vậy là trận đấu vừa rồi đấu sĩ chiến thắng là Kim Anh. Giỏi quá Kim Anh và Shin Tuấn Kiệt. Bây giờ cả ba đội mình nhìn qua xem coi như là anh ơi cân tặng với nhau hết. Anh mình khoan nhìn đội mình đi, mình nhìn xuống dưới đi, hình như màu trắng phong thủy không tốt hôm nay á. Ờ đúng rồi đó, màu trắng là đi hết rồi, anh thấy còn màu trắng ở đây nè. Chưa thi anh. Bên đây còn màu trắng thấy xui xẻo không à. Mà ta điểm đỏ rất là nhiều. Đúng rồi. Kim Anh, bây giờ con với thủ lĩnh con bàn xem là mình sẽ đấu với đội nào. Bây giờ hai đội còn có hai em nhỏ không thôi. Nhưng mà cũng nguy hiểm lắm anh, tại vì hai đội còn hai quyền trợ giúp. À, với lại vậy nè, thường trong chương trình này á, các bạn mà nhí á thường được các sứ giả âm nhạc cưng. Dạ đúng rồi. Có nhiều khi ra hát có thể về kỹ thuật không có tốt bằng mình, nhưng mà phong cách trình diễn, cái sự dễ thương của các bạn ấy chiếm trọn cảm tình luôn nha. Dạ. Cho nên là con cũng phải cẩn thận và suy nghĩ sẽ lựa chọn đấu với đội nào nha. Thì đội tụi em đã đưa ra quyết định rồi. Con, nói đi con. Dạ con sẽ thách đấu với đội có xe gió. Ủa xe gió? Là bé Gia Hân á hả con? Gia Hân, sao? Dạ con chấp nhận. Chấp nhận luôn. Con chọn bài gì? Dạ, Ngàn Ước Mơ Việt Nam. Ngàn Ước Mơ Việt Nam. Thôi, hai đấu sĩ bước vào trận. Đưa lên. Trận đấu giữa đấu sĩ Kim Anh và Gia Hân với ca khúc Ngàn Ước Mơ Việt Nam. Bắt đầu. Ta đã thấy những ước mơ thật đẹp, nhưng ngàn sao thật xa bóng đêm. Thứ ánh sáng ấy lan đi nhanh là khi tỏa sáng mang theo tương lai hy vọng.
trọn vẹn một niềm tin tương lai tươi sáng. Tôi sẽ là vương vàng sống với một tình yêu vào đất nước, tình yêu vào ngày mới. Mà chỉ thứ thiên ngàn xoay hỏi bao để sẻ chia và chung một niềm khao khát. Nhỏ nước mơ Việt Nam bay cao trong nắng vàng. Nhỏ nước mơ Việt Nam lung linh trong tiếng cười. Nhỏ nước mơ Việt Nam bao la tình người. Nhỏ nước mơ Việt Nam yêu thương sống sẻ chia. Hạnh phúc trong tầm tay khi ta cháy hết mình. Tài sản như ngày mai xây nên bao khát vọng. Lòng biết ơn cuộc sống hôm nay tuyệt vời. Hạnh phúc sẽ trao dẫn khi ta chấp cánh cho ngàn ước mơ Việt Nam. Cuộc sống dẫu có lúc gặp ghềnh, từng bước hiên ngang giữa muôn khó khăn, sống với những khát khao đam mê trọn vẹn, một niềm tin tương lai tươi sáng. Tôi sẽ là vần vàng sống với một tình yêu, tình yêu vào đất nước, tình yêu vào ngày mới. Mang tri thức hiên ngang xây hoài bão để sẻ chia và chung một niềm khao khát. Ngàn ước mơ Việt Nam bay cao trong nắng vàng. Ngàn ước mơ Việt Nam lung linh trong tiếng cười. Ngàn ước mơ Việt Nam bao la tình người. Ngàn ước mơ Việt Nam yêu thương sống sẻ chia. Hạnh phúc trong tầm tay khi ta cháy hết mình. Tài sản như ngày mai xây nên bao khát vọng. Lòng biết ơn cuộc sống hôm nay tuyệt vời. Hạnh phúc sẽ trao dẫn khi ta chấp cánh cho ngàn ước mơ Việt Nam. Ngàn ước mơ Việt Nam trong nắng vàng. Nhà nước mơ Việt Nam lung linh trong tiếng cười. Nhà nước mơ Việt Nam bao la tình người. Nhà nước mơ Việt Nam yêu thương sống sẻ chia. Hạnh phúc trong tầm tay khi ta cháy hết mình. Tài sản như ngày mai xây nên bao khát vọng. Lòng biết ơn cuộc sống hôm nay tuyệt vời. Hạnh phúc sẽ trao dẫn khi ta chấp cánh cho nhà nước mơ Việt Nam. Đây. Mặc dù có sự chênh lệch về chiều cao nhưng cái phần thi đấu vừa rồi là không hề chênh lệch một chút nào cả. Cái bà ốc tiêu này coi chưa nội lực cũng dễ sợ. Hát mà không hề cảm giác run sợ trước một đối thủ là cao hơn mình như thế này như chị Kim Anh. Lúc mà hát các con có nghĩ đến là trời ơi, chị Kim Anh chỉ lớn hơn mình như vậy mình hồi hộp không? Dạ không, tại vì con hát để con cháy hết mình với bà. Cháy hết mình luôn. Còn Kim Anh khi hát với em con cảm giác thế nào? Dạ con cảm thấy là em hát rất là tốt và bài hát này tụi con trình bày rất tốt ạ. Hoàn toàn không có nghĩ đến cái chuyện thắng thua nữa. Chỉ là làm sao để hát hay nhất để mang đến cho khán giả một tiết mục tuyệt vời thôi. Đây, bây giờ mình nghe ý kiến từ các cô chú trong sứ giả âm nhạc nè. Hello hai con. Sau cái phần thi của hai con thì đầu tiên là chú xin chúc mừng bé Ốc Tiêu. Thì con biểu diễn rất là tự tin. Khi mà đứng trước bên đội xanh như này thì đội xanh đang lấn át cả về chiều cao lẫn cân nặng và mọi thứ. Đó. Về giọng hát thì đối với chú thì con biểu diễn như vậy cũng đã là rất là hay rồi. Còn bên phía đội xanh thì thực sự là em biểu diễn rất là tuyệt vời. Cả về giọng hát lẫn về cái cách thể hiện trên sân khấu. Chúc mừng cả hai đứa. Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ cả hai con sẽ cùng chú lên chiếc phi thuyền không gian. Ê! Con gái yêu, con có muốn thủ lĩnh lên đây không? Dạ muốn. Rất nhanh gọn, mời cô Puka. Em tự nguyện tiếp nha anh ơi. Em có một bé em cưng đâu á. Đấu sĩ của em không muốn sao? Con muốn không Kim Anh? Dạ muốn. Muốn luôn hả? Rồi, chú thủ lĩnh lên đây. Ai sẽ là người bay vào không gian? Lần thứ ba thủ lĩnh Puka đã bay vào không gian. Như vậy là người chiến thắng là Kim Anh. Yeah, mời con gái.
còn gì nữa để mà lựa chọn đúng không? Dạ. Coi như là cái khu vực mà cối xay gió là giải tỏa trắng rồi. Còn lại cái thảo nguyên xanh này được nhúm cỏ. Dạ. Nhưng mà cái nhúm cỏ này coi bộ cũng không có vừa nghe. Thấy cô bé Gia Hân nãy bên kia không? Nhỏ nhỏ chứ nội lực cũng đầy mình. Tay cũng vậy. Hồng Ân cũng không có thua suốt gì đâu. Dạ. Hồng Ân chắc chắn là bây giờ còn có mình con thôi. Con phải ra đấu với chị Kim Anh thôi. Hồi hộp trúng sợ không? Dạ thì con cũng hơi sợ, bởi vì chị Kim Anh là một cái chị hát rất là hay. Nhưng mà con sẽ cố gắng hết mình. Mặc dù biết chị hát hay nhưng vẫn cố gắng đúng không? Dạ. Giờ con được chọn bài đó, con chọn bài gì? Dạ con chọn bài Em Bé Quê. Trời ơi, con nhỏ xíu như vậy mà con hát cái bài Em Bé Quê nữa thì còn gì hợp bằng chứ. Sao Kim Anh, được không con, bài này hợp với con không? Dạ được ạ. Hát luôn phải không? Dạ. Vậy thì mời hai chị em giao vị trí. Vô. Cố lên. Chú Hiếu ơi. Dạ. Gà của chú Hiếu bây giờ nhỏ xíu 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 thôi. Phải có cái lời gì động viên con chứ. Nhỏ mà có vỏ được rồi anh. Bây giờ chú, bây giờ mình thi nè, nãy giờ là rớt hết rồi. Giờ còn hai người thôi, mình đầu giải nhì cũng sao hết á, đúng không? Rồi. Nên là con có hát hết mình không sợ gì hết. Dạ. Nha, hát hay vô. Dạ. Này là mình trình diễn thôi chứ mình đừng có thi thố nữa, con giờ mình trình diễn thôi ha. Mình diễn cho tất cả mọi người cùng thưởng thức thôi, đúng không? Cho các cô chú đây thưởng thức nha. Ok. Rồi, cảm ơn hai Tú Lĩnh. Mời hai Tú Lĩnh về chỗ. Thưa quý vị, đây là trận đấu cuối cùng, trận đấu quan trọng nhất của ngày hôm nay. Là bởi vì sau trận này chúng ta sẽ biết ai là đấu sĩ còn lại duy nhất của chương trình, và dĩ nhiên đấu sĩ đó sẽ mang về cho đội của mình những cái phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Ê Hồng Ân, con có điều gì muốn nói với chị trước khi thi đấu không? Con muốn nói là em đến đây rồi thì em chỉ không cần thắng thua, em chỉ cần là cần một tiết mục hay nhất thôi. Trời ơi, dễ thương quá. Còn con Kim Anh nói gì với em nào? Vì vậy thì chị với em cùng cố lên nha. Hồng Ân, Kim Anh trong trận đấu chung kết với ca khúc Em Bé Quê bắt đầu. Ai bảo chẳng châu là cù, chẳng châu sương lắm chứ. Ngọn bên trong có ngọn cờ lâu và miếng hát nghêu ngào. Vui thu không quên hộp đầu, năm đời non gió mát.
dễ thương. Con vừa hát mà con vừa nhảy, rồi con vừa nhúng như vậy, có khi nào mà con lo con hát con diễn con nhắm mắt con quên lời bài hát không? Dạ chắc có. Có chắc có. Nhưng mà nãy giờ con thấy con hát á, con có hài lòng không? Dạ được. Được. Bây giờ mời các cô chú nè, đây là cái trận đấu cuối cùng quan trọng. Ý kiến của các cô chú như thế nào? Mời cô Xuân Nghi. Xin chào hai con. Trời ơi, bé màu xanh thì nãy giờ phong độ rất là vững luôn. Hát bài nào cũng hay hết trơn á. Nhạc nhanh, nhạc chậm, nhạc sung, nhạc xìu thì em hát cũng rất là hay. Còn bé màu trắng thì bé màu đỏ bên kia thì thấy cưng quá trời quá đất à. Giờ muốn chấm rớt cũng không dám chấm sao chứ. Bên hát hay quá, bên dễ thương quá rồi không biết chấm sao á. Nhưng mà tại vì đây là chương trình về âm nhạc, về hát cho nên là cô sẽ chấm cho bên nào ha, cô cảm thấy hay nhất. Cảm ơn cô Xuân Nghi rất là nhiều. Dạ, bây giờ chúng ta lên chiếc phi thuyền không gian quen thuộc nào. Đi thôi. Hồng Ân, con nhỏ xíu xíu xíu, vậy chứ con có đủ can đảm đứng đây không? Dạ, đủ. Đủ, không có sợ hả? Dạ. Không cần nhờ tí thủ lĩnh Hồ Quang Hiếu sao? Dạ. Nếu lỡ có chuyện gì, không được khóc nhẹ nghe. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Hai đấu sĩ rất đáng yêu. Và ai sẽ là người mang về chiến thắng cho đội mình trong chương trình đấu trường âm nhạc nhí hôm nay? Kim Anh hay Hồng Ân? Kết quả bắt đầu. Người chiến thắng cuối cùng là Kim Anh. Cảm giác của con bây giờ ra sao? Dạ con thấy rất là vui và hạnh phúc rồi. À, mang được chiến thắng về cho cả đội của mình đúng không? Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Đội Kinh Kích Cầu lên đây và hai đội còn lại lên đây với thủ lĩnh của mình luôn nào. Hôm nay các đấu sĩ nhí của chúng ta, bạn nhỏ nào cũng dễ thương, hát cũng đều hay, đều duyên dáng, đều xuất sắc như nhau. Cho nên các con đều sẽ có những cái phần quà từ chương trình. Mỗi một bạn nhỏ sẽ nhận được phần quà là một cái ba lô. Các con sẽ dùng những chiếc ba lô này đi học nha. Đây. Rồi, các con. Rồi. Với đội Thảo Nguyên Xanh và đội Tối Say Gió, cả thủ lĩnh lẫn các đấu sĩ nhí, các con sẽ nhận được 6 tháng sử dụng sản phẩm sữa Dutch Lady, sữa bịch cô gái Hà Lan cao khỏe mà quan trọng là miễn phí. Chúc mừng. Và với đội chiến thắng ngày hôm nay, đội Kinh Khí Cầu, các con đã bay cao, các con đã bay xa. Chúng ta sẽ được sử dụng 1 năm sản phẩm đến là đi sữa Bush cô gái Hà Lan cao khỏe. Chúc mừng các con. Ngoài ra, mình còn có thêm một phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Cảm ơn tất cả các con ngày hôm nay đã mang đến cho chương trình đấu trường âm nhạc nhí những cái giây phút thật là tuyệt vời. Và thưa quý vị khán giả, đến đây cũng chương trình xin được phép kết thúc. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Dutch Lady, sữa bịch cô gái Hà Lan cao khỏe. Hẹn gặp quý vị khán giả vào tuần sau 21 giờ chủ nhật trên kênh truyền Vĩnh Long 1, phát là vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Quý vị nhớ khung giờ này để theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Một sự hội ngộ của ba diễn viên.